Ninh Dương Lan Ngọc bị tố lùa gà chứng khoán và quảng cáo sai sự thật. Nhưng đâu đó dạ cũng có những khoản mà rỗi rãi đó, thì mình dạ cũng có bon chen qua bên thị trường chứng khoán một chút xíu. Khi mà đầu tư chứng khoán thì nó lại thoải mái hơn rất là nhiều luôn mọi người, là tại vì mình chỉ cần mở app lên, mình theo dõi thị trường rồi, hoặc là mình nắm tình hình kinh tế như thế nào và mình dự đoán. Nhưng mà em thấy cái này là cái mà mình tự chơi tự chịu á. Phía nữ diễn viên lên tiếng đính chính, khẳng định hình ảnh bị cắt ghép nhằm mục đích trục lợi. Ngọc bắt đầu nhận được vô vàn cái áp lực scandal kéo tới luôn, rất là nhiều thứ kêu em làm gái nè, rồi ba em mua giải nè, rồi nói đủ thứ trên đời hết, mà nhiều lúc mình không biết đó câu chuyện từ đâu xảy ra đến trong cái cuộc đời của mình. Gần đây, trên mạng xã hội xôn xao một số đoạn clip cho rằng nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc đang lùa gà chứng khoán, dụ dỗ người dùng tham gia các khóa học đầu tư không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, phía công ty quản lý của Ninh Dương Lan Ngọc đã lên tiếng đính chính, khẳng định những hình ảnh Ninh Dương Lan Ngọc đang được sử dụng tràn lan là khoảnh khắc cô tham gia một chương trình talk show với nhãn hàng ngành chứng khoán trực thuộc Ngân hàng Quốc tế vào tháng 8 năm 2022. Tuy nhiên, những hình ảnh này đang bị cắt ghép nhằm mục đích trục lợi bất chính. Phía Ninh Dương Lan Ngọc cho biết thời gian vừa qua, một số cá nhân và tổ chức đã đăng tải cũng như sử dụng trái phép đoạn talk show của nữ diễn viên, và thậm chí nội dung còn bị xuyên tạc với mục đích kêu gọi cùng tham gia các khóa học đầu tư tiết kiệm. Công ty quản lý của Ninh Dương Lan Ngọc cho hay đang liên hệ để tháo gỡ những clip không rõ nguồn gốc này, tránh ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Lan Ngọc cũng như gây hiểu lầm với những người đang tin tưởng Ninh Dương Lan Ngọc. Phía công ty cho biết công ty chỉ nhận lời hợp tác để diễn viên Lan Ngọc làm đại sứ cho những tập đoàn có uy tín, hoàn toàn nói không với những lớp học tài chính cá nhân, đầu tư sinh lời trong thời gian ngắn. Thông qua phần đính chính này, công ty cũng như nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc hy vọng khán giả sẽ tỉnh táo để không bị những tổ chức thiếu uy tín này lừa đảo. Phía Ninh Dương Lan Ngọc cũng khẳng định nếu sự việc diễn biến theo chiều hướng xấu, họ sẽ sử dụng những biện pháp pháp lý để ngăn chặn. Trước đó, Ninh Dương Lan Ngọc cũng từng dính phốt ký hợp đồng livestream với một công ty xuất khẩu lao động đưa người sang Malaysia và Philippines, song phía Ninh Dương Lan Ngọc đã phản hồi và khẳng định nữ diễn viên không ký kết bất kỳ hợp đồng nào như vậy và yêu cầu mọi người nên xác minh hoặc báo lại các cơ quan có thẩm quyền nếu phát hiện thông tin tuyên truyền sai lệch. Việc quảng cáo mạo danh người nổi tiếng nhằm lợi dụng uy tín, sự nổi tiếng của họ với mục đích lừa đảo hiện nay ngày càng phổ biến hơn. Rất nhiều người nổi tiếng từng bức xúc khi bị lợi dụng hình ảnh quảng cáo một sản phẩm hay dịch vụ mà mình không hề sử dụng. Như Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã từng rất khốn đốn khi bị kẻ xấu dùng hình ảnh quảng cáo một sản phẩm lợi sữa mà cô không hề hay biết. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng cũng đã vô cùng bức xúc khi hình ảnh tên tuổi bị lợi dụng để quảng cáo trên mạng xã hội. Không những thế, trang này còn đăng tải bài phỏng vấn của diễn viên Lương Giang với nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng về công dụng của loại thuốc trị ngáy. Trước đó, ông Hoàng Nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng cũng bị lợi dụng để quảng cáo thuốc trị hói. Ca sĩ Lâm Khánh Chi bị lấy hình ảnh để quảng cáo cho một loại giấy ướt. Tệ hơn, Hoa hậu Kỳ Duyên còn bị lợi dụng hình ảnh để quảng cáo cho một trang web nhạy cảm. Số lượng người nổi tiếng bị lợi dụng hình ảnh để quảng cáo có lẽ sẽ kể mãi không hết vì đã diễn ra trong suốt một thời gian dài. Nếu khán giả không tỉnh táo, sẽ dễ sa bẫy của kẻ gian và dẫn đến kết cục không đáng có.